Quý Hoàng xin kính chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Phố Bốc Xa TV, cũng giống như chương trình của AV Cali. Hôm nay Quý Hoàng rất là hân hạnh trở lại với chương trình để giới thiệu tới quý vị, và chúng ta tiếp tục nói tới cái cơ hội đầu tư cho cái tổ hợp đầu tư có cái tên là Quantum Global Health Group. Đây là một cái cơ hội để cho những nhà đầu tư có thể kiếm lời và có một cái cơ hội tuyệt vời để chúng ta có thể tự làm, tự phát sinh lấy cái tiền lời cho chính công ty của mình. Chúng tôi xin đi sâu vào chi tiết và ngay bây giờ xin mời quý vị gặp gỡ ông Jay Silver đến từ Quantum Global Health Group, cũng giống như là chị Dung Võ là hiệu trưởng của trường Santa Ana Beauty College và cũng giống như là owner của AV Investment and Consultant Group. Đó, trước tiên hết xin mời quý vị hãy tới với ông Jay. So Jay, please have some words with our viewer today. Good morning, everyone. It's nice to be back. I'm Jay Silva from Quantum Global Health Group. Thank you, Jay. Và bây giờ xin mời quý vị hãy chào đón một người chị của Huy Hoàng, một người bạn của Huy Hoàng rất nhiều năng lượng. Đó là chị Dung Võ. Chào chị. Cảm ơn em. Trời ơi, khen làm cho chị phải nở cái lỗ mũi và người tự nhiên nóng lên. Tại vì nó người nhiều năng lượng. Trước hết thì Ngọc Dung kính xin chào quý vị khán giả của chương trình Phố Bosa và của chương trình của chúng mình nữa là AV Investment and Market and Consultant Group. Trở lại lần nữa với khán giả của Phố Bosa. Thì nhất là Huy Hoàng, lâu lắm rồi hai chị em mới được nói chuyện nha. Dạ. Yeah. Thưa quý vị, cũng vì cái con Covid mà chị em chúng tôi không đồng được với nhau trong một thời gian khá là dài. Nhưng ngày hôm nay rất là vui trở lại cái màn hình nhỏ nhỏ này để trò chuyện với quý vị. Ngày hôm nay Hoàng rất là phấn khởi là có cái dịp để giới thiệu tới tất cả quý khán thính giả, đặc biệt quý vị nào đang tìm một nơi để đầu tư. Mình có tiền nhiều quá để trong nhà băng, mình không biết làm gì đây. Quý vị có thể tưởng tượng xem nếu chúng ta có khoảng chừng 300, 400, 500 ngàn hoặc là cả 1 triệu đô gì đó mà chúng ta chỉ để trong cái chương mục tiết kiệm thôi ở trong nhà băng, thì cái tiền lời chúng ta thu gom vào hàng tháng nó chỉ là những cái đồng bạc lẻ mà thôi. Và ngày hôm nay Huy Hoàng vô cùng phấn khởi để giới thiệu tới quý vị một cái chương trình để cho chúng ta có một nơi để đầu tư và kiếm lợi, một cái nơi chúng ta có thể đầu tư và tự mình sẽ làm CEO cho công ty của chính mình. Đó là một cái cơ hội mà hồi nãy ông Jay vừa mới gặp gỡ quý vị, cũng là chủ nhân của Quantum Global Health Group. Thì thưa quý vị, cái chương trình này là chương trình in-home service, có nghĩa là cái chương trình mà sẽ có những các chuyên gia về ngành y tế được gửi tới tận gia đình của mỗi một người bệnh nhân. Nếu như quý vị cần có sự chăm sóc về y tế đó, thì các nhân viên này sẽ tới tận nhà và cung cấp cái dịch vụ đó tới cho tất cả mỗi một người bệnh nhân. Như quý vị sống ở tiểu bang California hoặc là tất cả các tiểu bang ở trên nước Hoa Kỳ, chúng ta đã từng nghe qua cái chương trình như thế này rồi. Đặc biệt là tại California, những người cao niên hoặc là những người bệnh nhân sẽ xin cái chương trình gọi là in-home support của các cái cơ quan nhà nước mà gửi những người tới gia đình để chăm sóc sức khỏe cho quý vị đó. Ngay cả những người anh em, bạn bè cũng có thể trở thành là một người chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Nhưng cái chương trình này đặc biệt thì nó được cái tầm mức của nó được nâng cao hơn, là những người chăm sóc sức khỏe cho quý vị sẽ là những người nằm trong ngành y tế, bác sĩ, những người y tá hoặc là những người về therapist chữa trị về vật lý trị liệu hoặc là những cái trị liệu khác chẳng hạn. Để đi sâu hơn thì bây giờ xin mời quý vị hãy nghe chị Dung của chúng ta nói một tí xíu về cơ hội đầu tư này nhé. Xin chào, mời chị Dung. Dạ, cảm ơn em. Thì cái chương trình này gọi là chương trình của đầu tư về home care hay home health. Thì đặc biệt của chương trình này á là chị nói về cái chương trình của NLLNA
là dành cho những nhà đầu tư của ở nước ngoài vào, tốt cho họ có cái thẻ xanh rất là tốt, và những người họ ở gần ở đây như là local California hay ở tiểu bang nào khác họ muốn đầu tư cũng được. Có thể là họ không cần thiết cái thẻ xanh tại vì họ đã ở đây, nhưng mà tốt cho những người ở nước ngoài vào. Vậy cái tên chương trình này là L1A, tức là chữ L số 1 và chữ A, có nghĩa là quý vị ở Việt Nam hay là ở những nước khác cũng có thể đầu tư. Nếu chúng ta đầu tư $300,000 đúng thì chúng ta sẽ được một cái thẻ xanh 10 năm. Đúng. Đúng không chị? Dạ, cũng là mới đầu làm đi vào trước là cái visa trước, visa cái L1E trước. Sau khi L1E xong á thì bắt đầu mình mới đi đến cái giai đoạn của thẻ xanh. Dạ. Thì việc đầu tiên họ phải đầu tư vô một cái gì để mà chính phủ thấy nó cụ thể và xanh lờ ra cho mục đích cho những nhân viên ở nước Mỹ, nhưng mà nhân viên gọi là cao cấp, chứ không phải là nhân viên mà theo cái dạng EB3 được. Cao cấp tức là về professional, là chẳng hạn như là phải tối thiểu là 4 năm đại học trở lên thì cái chương trình mới đúng là chương trình L1A. Thí dụ như mình đầu tư vô những cái tiệm nho nhỏ mà họ không có những cái job mà để dành cho 4 năm đại học trở lên á, thì họ ít có đạt được mà có đến thẻ xanh. Thành ra có đôi khi có nhiều người họ lại nghi ngờ, họ lại nghĩ là cứ đầu tư vô là họ sẽ được thẻ xanh hay đầu tư vô là họ sẽ đạt đến cái gọi là L1A. No, phải có những cái business mà trong đó cái ban quản trị phải có những thành phần member phải có trình độ học trên 4 năm đại học. Thì đặc biệt cái chương trình này mình có 4 năm đại học của những người accounting, bác sĩ là em biết tối thiểu là 8 năm, nurse tối thiểu là 4 năm trở lên. Thành ra nó vừa đúng để mà đạt được cái tiêu chuẩn của L1A và đi đến cái thẻ xanh. Wow. Đó là lý do tại sao chị chọn cái chương trình này, để dành cho nước ngoài đầu tư vô và họ cảm thấy chắc chắn và tiền họ sẽ được bảo đảm. Như vậy lấy thì về em thí dụ đi nha, thí dụ như một người đang làm ngành y tá ở bên Việt Nam mà họ có $300,000 họ đầu tư vô chương trình này thì họ có cơ hội cao lắm đúng không ạ? Đúng thì cứ họ nhưng có mà tiền. Ở bên Hoa Kỳ có chấp nhận cái bằng y tá ở bên Việt Nam không? Không, đương nhiên là họ sẽ không bắt chấp nhận, họ có quyền học nhưng mà họ bỏ tiền số vốn và cái ban quản trị của họ là những người có bằng cấp. Tức là mình đầu tư vô trong Hoa Kỳ này đó. Và những cái ban quản trị của thì họ thì ở trong cái công ty mà mình đầu tư vô sẽ có một cái ban quản trị và mình là người đầu tư sẽ có cơ hội trở thành là CEO của chương trình đúng không? Đúng, của công ty. Công ty đúng là rồi. Đi nói chuyện này nọ, nhưng mà cái quan trọng là cái staff của họ. Vì lý do tại sao? Vì Mỹ muốn là dân ở đây họ có cái họ có một cái nghề phát triển ra, có nghề nhiều nghề và họ nuôi dân ở đây. Chứ không phải là nuôi dân từ ở bên Việt Nam vô. Dân Việt Nam chỉ bỏ tiền vô thôi. Là những người nước ngoài vào. Nước ngoài chỉ bỏ tiền vô thôi. Nhưng mà họ chỉ làm chủ thì họ có những người cố tạo cho những cái họ có những công ăn việc làm ở đây. Cái mục đích của Mỹ là cố tạo cho người dân ở đây có công ăn việc làm. Thành ra là cái ban quản trị vẫn thuộc ở bên nước Mỹ và những người họ có bằng cấp. Dạ, cảm ơn chị Dung. Thì nếu mà chúng ta nghe sơ qua thì nó hơi phức tạp phải không quý vị? Nhưng nếu quý vị có thể hiểu rõ hơn đó, sau cái chương trình này quý vị có thể lên YouTube và quý vị có thể bấm lại từ đầu để nghe nghe lại chúng ta có thể hiểu được. Tại vì lần đầu tiên mình nghe cái chương trình đầu tư thì nó hơi phức tạp một tí. Hương Hoàng cũng có nghiên cứu một tí xíu về cái cơ hội này. Thì đây là một cái cơ hội nói ngắn gọn là ở dành cho của Hoa Kỳ tạo ra để dành cho tất cả những người đầu tư đang sống tại Hoa Kỳ hoặc là những người muốn đầu tư vào Hoa Kỳ mà ở nước khác cũng được. Nếu quý vị đầu tư 300 ngàn vào trong cái chương trình này, quý vị sẽ có cơ hội cao nhất đạt tới cái ở trong cái chương trình L1A này đó là quý vị sẽ được một cái thẻ xanh 10 năm mà cư ngụ tại Hoa Kỳ. Và cái sự đầu tư này cũng đưa cho quý vị một cái cơ hội là quý vị trở thành CEO cho cái công ty mà quý vị đầu tư đó luôn, và quý vị bỏ công sức và làm việc cho cái công ty của mình luôn, và chúng ta được lãnh lương từ công ty của chính mình, và sau một vài tháng hay là những cái thời gian nhất định nào đó quý vị sẽ bắt đầu nhận được tiền lời từ cái phần đầu tư của mình. Thì bây giờ Nguyễn Hoàng xin được lắng nghe những kinh nghiệm chia sẻ của ông Jay một lần nữa. So Jay, I've heard about this opportunity, and mm-hmm. it's a great opportunity for investors.
yes. all over the world. It's such a booming business, and it's right now. It's so good to even hear about this opportunity. You know, people started to have money nowadays, and they don't know what to invest. A lot of people put their money into the stock markets, and yes. a lot of stock markets has been crashing. So, you know, and then if they put it in a savings account, it doesn't generate interest very much whatsoever. Yes. So this opportunity will put an investor into a situation where they, maybe thinking, would the money be safe? You know, and what kind of business is, what kind of business that the company runs so that they can generate the money? What will the fund come from? Is it government funded, or is it like from insurance companies? So can you elaborate on it? It's mostly funded by the government through Medicare. Oh, Medicare. Medicare, and also some counterpart from the state, Medicaid, and some private insurance. Private insurance? Yes. Okay. And they can do also private pay. Oh, private too. Wow. Once in a while, some people would like to pay out of their own pocket. Yeah. Đó thưa quý vị, đây là cái chương trình được nhà nước hỗ trợ về về mặt tài chính, tức là các những người bệnh nhân có thể được tài trợ từ các cái chương trình của Medicare, đặc biệt là Medicare là chương trình bảo hiểm sức khỏe của liên bang đó. Rồi theo ông Jay nói là của Medicare Cal hoặc là Medicaid. Là chương trình sức khỏe của tiểu bang, hoặc là những cái công ty bảo hiểm cũng có thể trả tiền để chúng ta dành được cái dịch vụ, hưởng được cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia này. Và cũng giống như có những người khá giả mà người ta không có muốn trả qua Medicare hay là không có muốn sử dụng bảo hiểm sức khỏe, thì người ta có thể móc túi riêng để trả cho cái dịch vụ này. Thì đó chính là những cái nguồn lợi tức mà để cho công ty sanh lợi từ việc cung cấp sức khỏe cho những người bệnh nhân. So Jay, the service that we provide can be provided for patients in hospice situation or in the or anything? Anything, yeah. Most of the time, patients got discharged from the nursing home, from the hospital, or they're just simply in their own home. They can be, some patients are being taken care of to recover, rehabilitate, and be in their optimum level of functionality. And there are some patients that are declining, so it really depends on the case, on the patient's health condition, and depending on the order from their physician. Wow. Quá tốt. Thì đây, cái chương trình này có thể cung cấp những cái dịch vụ về y tế cho các bệnh nhân mà thí dụ như là các bệnh nhân được trở về từ nhà thương sau một cuộc giải phẫu chẳng hạn, hoặc là sau cái chương trình nằm trong chương trình hospice, tức là chương trình dành cho những bệnh nhân đang hấp hối đó. Hoặc là các bệnh nhân mà đang muốn recover, tức là muốn hồi sức lại sau sau khi mình bị nặng, bệnh nặng chẳng hạn. Hoặc là các bệnh nhân mà muốn có được một cái dịch vụ tại gia, tại vì chúng ta không muốn nằm trong các cái bệnh xá, hoặc là không muốn nằm trong nhà thương. Đó, chúng ta có thể được xin dịch vụ này cung cấp. So what's the difference between this program and the in-home support health program that provided by the state? Well, the in-home support program is mostly, it's an unskilled services. Meaning to say, people providing the services are not the licensed professionals. Like, of course, if we have the home health, the hospice, they're mostly being provided by licensed professionals, such as RN, LBN, physical therapists, occupational therapists, MDs, social workers. We have home health aides, hospice aides. The other side is purely
like caregiving and making sure they're able to help the patient or the client the on their activities of daily living. I got it. Yeah. Thank you. So như quý vị để ý đó thì quý vị nhớ rằng ở tại tiểu bang Cali mà Hương Hằng biết đó, thì tất cả những quý vị đang nhận được cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia mà do tiểu bang cung cấp đó, thì đó là những cái dịch vụ khác nhé. Tức là cái sự khác biệt Hương Hằng vừa mới hỏi ông Jay đó là quý vị được nhận những cái dịch vụ này từ những người không phải là chuyên gia của ngành y tế. Thí dụ như là người nhà của chúng ta cũng có thể làm được nè, người bạn hoặc là người mà chúng ta quen biết, thì cái người đó không có công việc gì thì chúng ta vẫn có thể nhờ những cái người đó ra đứng ra để giúp chúng ta làm những cái hoạt động bình thường trong gia đình mà thôi. Ví dụ là giúp chúng ta tắm rửa, nấu nướng cho chúng ta ăn, dọn dẹp nhà cửa. Đó là những dịch vụ mà những người cung cấp dịch vụ không phải là những người chuyên gia có bằng cấp gì hết. Còn cái chương trình này là những người cung cấp dịch vụ y tế cho quý vị là những người có bằng cấp chuyên môn trong ngành y tế, chẳng hạn như là y tá nè, trợ lý y tá nè, bác sĩ nè, hoặc là những người trong ngành chữa trị, thí dụ như là vật lý trị liệu hay là những cái chương trình trị liệu dành cho những bệnh nhân được hồi phục, đang hồi phục sức khỏe chẳng hạn. Đó là sự khác biệt nha quý vị nhé. So bây giờ thì em xin hỏi chị Dung một tí về làm sao để mà cái cơ hội mà để mình làm sao mình làm CEO cho một cái công ty nó cung cấp sức khỏe dành cho những người bệnh đó, thì nếu chúng ta không có kinh nghiệm gì hết thì chúng ta có được nhận được sự huấn luyện từ công ty hay không? Có chứ. Thì thật sự ra đó, trước hết đó là Mỹ muốn mục đích cái chương trình này là dành cho những người investor bỏ tiền vô để mà tạo cái cơ hội cho người dân có thêm công việc. Thành ra khi mà vào đó, cái quan trọng của họ có một cái mà kinh khủng là họ có tiền. Cái tiền là một cái bảo đảm cho họ với cái chức vụ như vậy. Khi họ được cái chức vụ đó rồi thì cái công ty này họ sẽ train họ, hướng dẫn họ từ từ làm sao ký cái check để trả tiền cho nhân viên. Mà đâu phải dễ dàng ký trả lương từ bác sĩ nha, trả lương từ y tá và trả lương cho những người accounting mà 4 năm đại học, chứ không phải trả lương dễ đâu. Thì cái business là rất là tốt, là nó có những cái level rất là cao, tức là những người có bằng cấp ở trong cái chương trình này. Thì thứ nhất là ông sẽ chỉ cho làm sao biết trả lương, chắc ai cũng biết rồi, thì mình nói lần nữa thôi. Rồi biết cái management nó như thế nào, nó hiện thực ra như thế nào. Và họ cũng chỉ là ok làm sao mà những cái bệnh nhân nó đủ để qualify, tức là đủ điều kiện để được cái chương trình của chính phủ cho đó. Thì có nhiều người họ rất là lo, họ nói là làm sao họ có thể xin được cái ngưỡng người già, làm sao họ có xin được, cái đó là nhiệm vụ tại sao mình cần ông Jay ngày hôm nay, đúng không? Nếu mà họ biết tất cả hết thì ông Jay ông sẽ không ngồi ở đây, đúng không? Thì đó là cái sự cố vấn của ông Jay cho cái chương trình này. Qua quá khứ ông rất là giỏi và ông đã tạo biết bao nhiêu cái gọi là bao nhiêu tiệm ở trên cái nước Mỹ vòng vòng đây rồi. Thành ra ông sẽ cố vấn để tạo cho mình thấy có một cái location rất là good để phục vụ cho người Việt ở khu Posa này của mình. Thưa quý vị, theo như những gì Huy Hoàng được biết đó, thì cơ hội đầu tư cho cái cơ hội này là chúng ta sẽ làm chủ một nửa cái công ty của chính mình. Và những cái gì sinh lợi ra từ công ty của chính mình sẽ được chia đều làm nửa, một nửa và một nửa. Một nửa là do nhà đầu tư bỏ ra, một nửa chúng ta bỏ ra. Thì nói cho dễ hiểu là mỗi một cái cơ sở, một công ty được thành lập sẽ tốn khoảng 600.000 đô. Và phần đóng góp của quý vị là 300.000 đô. Chúng ta sẽ lãnh lương cho công việc của chúng ta, là khi mà chúng ta hoạt động cái công ty đó thì 3 tháng sau chúng ta sẽ bắt đầu được lãnh lương. Và sau đó chúng ta sẽ được nhận tiền lời, tiền lời được kiếm được từ cái công ty của chính mình. So Jay, I just mentioned that the opportunity gives the investor a chance to invest $300,000, and the mother company will invest another $300,000. The value of the business is $600,000. Yeah, so the value of the business is $600,000. Yeah.
So that would put the investor at what, 50% or? We normally give up 51% because there are some benefits associated in this kind of investment for a lot of these investors. That's why we made it 51%. Oh, okay. So the investor will get 51%. Yes. Perfect. Nên là cho Ngọc Dung nhảy vào cái phần này. Lý do là, sorry Jay, so I try to explain more a little bit about this one. Thì thật sự ra đó, nếu mà nói thẳng đó, thì họ chỉ có được 50%, like 50 only. Nhưng mà we please give them one more. Just only 1% đó thì đây có thể đi vào cái visa L1A được. Yes. Wow. Yes. Chỉ one thì he said, oh no problem. That's thì the... ông give cái một cái one away. Yeah. Thì là ông không có ngần ngại khi cho một, nếu mà được một 1% đó mà có thể lấy được những gì benefit của người investor vào thì ông sẵn sàng hy sinh cái chuyện đó. Right. One yes. only 1%, it doesn't matter with him. He's so rich already. Ông rất là giàu rồi. Ông không 1% thì không đói gì ông, thì ông give away để cho cái người investors happy ha, vui vẻ để mà đi vào cái chương trình này của ông. Vì chương trình của ông là chương trình thật, người thật và việc thật và làm income rất là khá. Tại vì nhờ từ của chính phủ cho họ tiền. Wow, quý vị nghe rõ rồi phải không ạ? Nếu quý vị cảm thấy chương trình nó hơi dài thì quý vị hãy nhẫn nại một chút. Quý vị đừng có chuyển kênh nhé. Và chúng ta sẽ lắng nghe cho hết cái chương trình này để chúng ta hiểu rõ. Đặc biệt là những người đang muốn đầu tư ở bên Việt Nam đó. Quý vị nghe rồi đó, khi chúng ta đầu tư 300.000 đô thì công ty mẹ sẽ đầu tư thêm 300.000 đô nữa. Thì mỗi một cái công ty sẽ trị giá là 600.000 đô. Nhưng quý vị sẽ được hưởng 51%. Là vì sao? Là vì ông Jay hy sinh một cái phần trăm đó để cho quý vị có cơ hội lấy được cái thẻ xanh 10 năm tại Hoa Kỳ, để đạt đủ tiêu chuẩn để mà có thể trở thành là cái người lấy thẻ xanh trong cái chương trình L1A này đó. Cho nên là những nhà đầu tư hãy nghiên cứu một tí, rồi chúng ta hãy nắm lấy cái cơ hội này ngay để chúng ta có một cái thẻ xanh vào Hoa Kỳ và có thêm một cơ hội để xin lợi từ cái đồng tiền của mình nữa. Bây giờ thì có một câu hỏi nữa là đến từ khán giả từ các chương trình khác đó, thì từ tháng thứ mấy trở đi chúng ta mới nhận được tiền lời, chị trả lời được không hay là chị có thể trả lời được? Dạ. Nhưng mà chị muốn là cho ông Jay trả lời, tại dạ. vì ổng là cái người mà trong cái ban tổ chức, và ổng là border, tức là người sáng tạo ra cái này. Yeah. Thì ổng sẽ có okay. cái quy quyền của ổng hơn chị, thì để cho ổng trả lời. Okay Jay. Yeah. So from what month that the investor will receive proceeds or interest from from their own company? Yeah, I think normally after completion of the full amount of investment required, then it will take at least 90 days. 90 days. After 90 days, then you will start receiving a guaranteed income. Okay, chị có thể xin giải thích thêm cái phần này. So I just explain more. Lý do là tại sao phải đợi khi tiền họ bỏ vào xong á, sau khi xong rồi họ bỏ cho thật sự cái số tiền họ bỏ 300 ngàn rồi, thì tại sao cái tháng sau họ không có được tiền lời liền, đúng không? Mà họ phải đợi đến 90 ngày sau. Thì thật sự ra khi mà họ bỏ vào đó, thì họ phải đợi cho đến 90 ngày là gì? Mình phải có tiền từ của chính phủ đưa vào. Mình phải xin từ chính phủ, ok, tôi bây giờ cái công ty tôi đang ở Anaheim, thí dụ ở Bosa hay whatever, cái location đó, thì chính phủ nó biết được, nhận định được cái chỗ này là chỗ của một cái service mới, là một cái home care mới, thì họ bắt đầu họ bỏ tiền vô cái chỗ này, chỗ cái home care, thì nên phải đợi đến 90 ngày để họ processing, là họ làm giấy tờ để cho đúng cái công thức đó hay là cái phương pháp đó, thì sau 90 ngày thì công ty mới có tiền để mà trả. Nhưng mà người ta lại lo sao trước cái 90 ngày đó thì họ có móc tiền túi ra hay không? À, đúng không? Đúng rồi. Thì 90 ngày đó họ có móc tiền túi không? Ông sẽ bảo đảm trong 90 ngày đó thì cái người mà investor có thể đi chơi hay vô đó học hỏi được. Bây giờ em bảo đảm phải hỏi thẳng ổng luôn được không? Đúng. Em phải hỏi thẳng ông nha. Hỏi thẳng chủ nhân luôn cho chắc ăn luôn quý vị. So Jay, within that 90 days, do the investors have to put out any more money at all? Normally it's that's it. Okay. Yeah, because most of the time, company will start generating the profit.
Wow. By that time. So, if I'm going to just say for an example, an investor that is living in Vietnam right now, and if they want to put $300,000 into this program, yes, would they be able to pick a location of their own? They can. Yeah. We'll give them a lot of options, and normally we suggest what location can be available, so that we want to make sure that all the licensing permits are gonna be approved on that location. So we give them a lot of options anywhere. Wow. Okay. Nếu quý vị muốn đầu tư đó, thì theo ông Jay nói là chúng ta có thể chọn những cái địa điểm mà chúng ta thích. Tuy nhiên là công ty sẽ đề nghị hoặc là gợi ý cho chúng ta đó là mình nên làm ở cái địa điểm nào là nhà nước sẽ hỗ trợ, cũng giống như là địa điểm nào mà nó thích hợp để chúng ta có thể dễ dàng làm việc, và chúng ta sẽ làm sao có qua cái thủ tục để thuê nhân viên, thuê y tá, thuê bác sĩ, đúng dạ, không? Đúng. Rồi tại vì công ty đã có mặt ở trên thị trường nhiều năm rồi và có kinh nghiệm, cho nên là công ty sẽ hiểu được cái thấu đáo hơn về cái việc là địa điểm nằm ở đâu chẳng hạn. Nhưng quý vị vẫn có quyền để chọn cái địa điểm cho chính mình. So how long has the company been around? Well, with this kind of business, personally, I've been in this business for almost 20 years now. But of course, we keep on acquiring, setting up different companies everywhere. So, wow, so for it's not gonna, but this particular industry were almost 20 years. Wow. So you're not kidding when you said he was rich. Chị Dung nãy nó ổng giàu đâu có sai sự thật gì đâu không ạ? Tại vì thật sự ra cái này nó rộng lắm về cái sức khỏe đó, thì em biết rồi, tức nhất là nó cũng rộng rãi, là nó có nhiều phần ở trong cái gọi là cái khâu này lắm, chứ không phải đơn giản vậy đâu. Thì là của ổng có rất là nhiều chân home care rồi hospice, là những nhà thương nho nhỏ, ổng có nhiều lắm, và ổng cũng bên cạnh đó ổng có rất là nhiều người đầu tư bên cạnh với ổng. Nhưng mà so far thì cái thị trường Việt Nam á ổng không có nhiều, ổng chỉ có về cái thị trường của tàu nhiều, người Hoa nhiều, và người... the most investor you Chinese right? It's all different. Yeah. Yeah, it's a lot of different nhiều. Cultures. Yeah. Thì hình như là về Chinese, yeah. Mấy cái người dân ở đây địa phương cũng ít, thì ổng chưa có về người Việt nhiều. Thì thật sự là chị quen ổng cũng lâu, nhưng mà chị là cái ngành về, em biết là dạy học mà beauty, thì chị cứ nghe là chơi thôi, social life. Sao chị thấy ổng một ngày đó ổng quá giàu, thì chị mới gõ cửa ổng, mình nói ê mày làm gì mà giàu quá. Chị thì ổng nói tao nói mày ngày trước đi rồi mày không vô. Thì mình cũng thích đúng không, nhưng mà có lẽ mọi người một cái nghề, xong nói ok vậy thôi tao nghe cũng được. Thì thôi bây giờ có lúc đó chị mới rủ ổng đi tới đây giải thích. Bây giờ chính chị cũng là một nhà investor với ổng, chính chị cũng hùng chung, thì I just tell is I invest with you too. Và chị làm chum việc với ổng luôn. Và chị cũng nói ô cái này cũng có tiền, thế là người chị cứ nâng lên. Đấy là chị cũng phải mở một cái hospice với ổng, với một cái gì home care với ổng luôn. Sau đó thì chị làm vô, chị cảm thấy nó rất là hay, kiếm tiền rất là thoải mái. Thì chị bắt đầu chị nói thôi bây giờ mình vô thị trường Việt Nam ta đi, tao sẽ hứa sẽ làm cho nó trọn vẹn, cho nó tốt. Thì ổng nói chứ thường thường ta chỉ có 50 à. Thì chị nói 50 mày giàu quá rồi, mày cho 100 nữa đâu có ăn nhầm gì đâu, nó không có gì hết trơn. Nhưng mà được một cái lợi cho dân của tao, thì dân của tao họ có được cái đó, và họ sẽ được tạo được cái cơ hội tới một em thấy một cái invest nào mà có thể professional như vậy, học bác sĩ đâu phải ra dễ đâu, đúng không, đi ra đầu tư đâu. Thì chị mới nói một cái cơ hội để cho người Việt tao qua đây nhiều hơn, và họ có thể thấy được một cái ngành mà professional, tức là most họ hay nail, xong rồi nhà hàng, thì thích cái vẻ đại này hơn. Thì ổng nói ok, không có gì hết, ổng có gì trở ngại với ổng. Dạ. Yeah. Thì okay. Thấy cái đó cũng rồi, hay. Một cái câu hỏi mà quý vị đặt ra nữa là, cũng em thấy cũng rất là lý thú, là có một câu hỏi rằng là nếu như sau khi mình đầu tư 300.000 rồi, và mình có thẻ xanh rồi, thì mình rút ra mình có bị ảnh hưởng gì tới thẻ xanh hay không? À, ok. Rồi, thì thật sự ra thế này, khi mà họ đã được trọn vẹn cái thẻ xanh của họ rồi, thì họ có quyền lấy tiền về. À, họ có và thể không có bị rút lại thẻ xanh? Không, không. Thì họ đã làm trọn vẹn cái transaction, tức là trọn vẹn cái thời gian họ bỏ, họ invest vô và họ tạo được cái business là vẫn tồn tại trên nước Mỹ, và dân của họ
vẫn có cái công ăn việc làm, thì nếu mà họ đi thì sẽ có người khác đến. Thành ra nó vẫn được ở cái tên đó, ngay cái location đó, không ảnh hưởng gì hết. Đúng không? Và chỉ có được cái là lan nhiều ra hơn, nhiều cái chỗ trên thế giới, nhiều ít trên nước Mỹ nhiều hơn, chứ nó không có bị ảnh hưởng hết. Thành ra họ vẫn có quyền bán và họ transfer lại, giao lại cho người khác. Thì thường thường á thì ổng yêu cầu á là bán lại cho ổng nhiều hơn là đi cho nước ngoài, đi cho người ngoài, vì ổng muốn tiếp tục maintenance để cho nó tồn tại ngay cái chỗ đó và giúp đỡ cho những người dân ở local đó với cái service của ổng hơn. Bây giờ tự nhiên cái người đó đã được cái công ty này service, đùng cái đã thay đổi chủ, thì cái người bác sĩ đó đến được nữa hay không, hay là rồi những y tá có đến họ rồi không, thì ngay cả bệnh nhân họ cũng lo. Thành ra ổng có cái tâm là ổng không muốn, thì nếu mà mày đi thì mày bán lại cho tao, tao sẽ mua để cho tồn tại cái name và cái tên của này mãi mãi ngay cái chỗ đó. Ok, cảm ơn chị Dung. Chị Dung với ông Jay chắc là thân nhau lắm rồi quý vị, bạn bè thân nhiều năm lắm, cho nên mới mày tao chí tớ cho nó thân thiện hơn. Nhưng mà thật sự ra đó, nghe thì nó nhiều thông tin để chúng ta tiếp thu, nhưng mà nó tương đối là đơn giản. Nếu quý vị lắng nghe từ đầu tới bây giờ thì quý vị có thể hiểu được rồi. Cơ hội đầu tư này em cảm thấy nó rất là quý, đặc biệt là cho những quý vị ở bên Việt Nam mà có tiền. Em nghĩ rằng mặc dù khi chúng ta đầu tư 300.000 chúng ta lấy được thẻ xanh rồi, mà cái cơ hội mà nó đã tạo ra tiền nữa, tại dạy gì mình phải rút ra làm chi, đúng không? Đúng. Vẫn tiếp tục để đầu tư, nhiều khi còn muốn đầu tư thêm những cái địa điểm khác nữa, chứ đừng nói chi tới việc là mình rút tiền ra làm gì. So let's talk about number J. From your experience, how much the investor usually collects every month from what you have done? Yeah, it differs, of course. Most of the time we have a minimum of, well, just the basic, just to guarantee that they have income, at least they will receive 3,000 monthly for the first few months. Mm. But definitely as we grow, it increases. Yeah. Yeah, cái con số mà một vài mấy tháng sau khi mà chúng ta đầu tư đó, tức là ít nhất là 90 ngày sau đó, thì theo ông Jay nói là có một cái số lợi tức mà chúng ta có thể nhận vô ít nhất là 3.000 đô mỗi một tháng. Đó là bảo đảm luôn. Còn cái cơ sở thương mại của mình, cái địa điểm đó của mình mà nó làm ăn nhiều hay không thì cái tiền lời của mình nó lại càng tăng lên nữa nha. Yeah. Ít nhất là chúng ta bảo đảm được có 3.000 đồng một tháng sau 90 ngày đó. Yeah. Thì sau đó thì ổng sẽ được tăng cái lương lên cộng thêm 2.000 nữa là coi như là about 5,000. Yeah. After 6 months á thì ổng bắt đầu mới chia được cái tiền lời của công ty. Tại vì first time thì cái lần đầu tiên thì him muốn là take care cái payroll for everyone first. Yeah. Ổng muốn take care cho everyone, mà cái payroll là mọi người, cái lương của mọi người trong đó đều có để sống, ngay cả investor, ngay cả cái người đầu tư họ cũng có lương. Rồi sau khi cái lương hết everyone 6 tháng sau, after 6 months, sau 6 tháng sau thì bắt đầu mới nghĩ đến cái công ty của ổng Jay và cái người investor chia được cái profit lần nữa. Okay. Yeah. Aside from the profit and sharing. Yes. The profit is the bigger one. Yeah, it's just that chia được cái profit nữa. As we mentioned last time, we want to give some kind of a monthly income for the investor to guarantee that they are making money, and at the same time, you know, they want to, they're doing something for the company. At least they have something that they'll spend. Yeah. Yeah. So thank you. So one more question, mm-hmm, before we end our session today. Sure. From your experience, averagely, how many staffs in one location? There should be at least more than 10. More than 10. Well, that in the office and in the field. We normally... So that includes... We have the director of nursing, we have the administrators, we have the case managers, we have the intake coordinators, we have admin, accounting, HR people. And we have all these field staff, the RNs, LVNs, the physical therapists, occupational therapists, social workers, the MDs. So yeah, all of those people are gonna receive payroll. Yes. So we do have an HR department where
it produces the payroll for everybody. Yeah, we comply with all the necessary regulation with the Department of Labor, with the state unemployment, so IRS. We follow the rule, so we are compliant. Wow, I'm so happy to know about this program. Myself may be becoming one of the investors. Why not? You're most welcome. Thưa quý vị, theo lời của ông Jay đó, thì cái cơ sở mà quý vị làm chủ hơn một nửa đó sẽ gồm có khoảng hơn 10 người, trong đó chúng ta có những cái bộ phận nhân sự nè, là nơi mà sẽ in ra lương bổng cho từng người một trong công ty của mình. Rồi có những người y tá, chúng ta phải thuê các bác sĩ, rồi có các cái bộ phận làm case manager, tức là quản lý cho từng một cái bệnh nhân chẳng hạn, thì sẽ có một cái người đứng ra để quản lý cho cái hồ sơ bệnh nhân của mỗi một người nè. Rồi có người lãnh đạo về ngành y tế, y tá, rồi trợ lý y tá, rồi những người điều phối hoặc dịch vụ. Đại khái là có rất nhiều bộ phận trong cái công ty của mình. Rồi có cái bộ phận gọi là administration, tức là hành chánh đó. Cho nên nó sẽ được hoạt động giống như một công ty bình thường, và ổng bảo đảm rằng tất cả những thủ tục chúng ta làm trong công ty này phải hợp pháp, là chúng ta tuân theo pháp luật hoàn toàn, để chúng ta làm sao xin phép cho nó chính thức, rồi chúng ta làm sao có được những nhân viên mà có bằng hoạt động đàng hoàng. Cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ tạm ngưng ở đây nhé. Có những câu hỏi gì, thắc mắc gì thêm nữa thì chúng ta có thể comment ở cái phần ở dưới trong cái kênh YouTube này, và hứa hẹn chúng ta sẽ có một chương trình tiếp theo để nói rõ hơn, giải thích rõ hơn những cái thắc mắc của quý vị, đặc biệt là quý vị muốn đầu tư. Before we end the session, would you have anything else that you would you like to add into this session so that our audience know much better about the program? We would like to thank everyone for watching our show. I think it's been how many times that we've been in this show. We have tried to explain everything about the business. This is a very good program of the government, and a lot of our seniors needs it badly. We help a lot of our senior community, and at the same time, being in this kind of industry is financially rewarding. So we will assure everyone that would like to get into this kind of venture that there's no way that they will lose their investment. It's all making money all the time. Thưa quý vị, and with the right and proper guidance from, of course, the problem with, there's a lot of other similar companies like this, of course, there's a lot of failure, but with the guidance of our group, which is very knowledgeable, experienced, seasoned people running all the locations, our organization, then there's no way any investor will lose their money. Yeah. Theo kinh nghiệm theo kinh nghiệm làm việc gần 20 năm của ông Jay đó, đây là cái cơ hội để chúng ta đầu tư một cách chính đáng và hết sức là hứa hẹn, vì đây là một công ty đã được giấy phép và được nhà nước hỗ trợ về mặt tài chính, đặc biệt là dành cho quý vị cao niên. Ông nhấn mạnh đây là dành cho những quý vị cao niên cần những cái dịch vụ tại gia, tại vì quý vị cao niên không có muốn đi vô bệnh xá, không muốn nằm nhà thương, không muốn nằm trong nursing home, không muốn nằm trong viện dưỡng lão. Quý vị muốn được chăm sóc tại nơi mà chúng ta sinh sống, tại nhà của mình luôn. Thì dịch vụ này hứa hẹn là chúng ta một cái cơ hội đầu tư, và rõ ràng sẽ sinh lợi. Chỉ có lợi mà thôi. Cảm ơn quý vị. Và chị Dung muốn nói thêm gì không trước khi chúng ta chấm dứt? Thì thật sự ra có lẽ là chương trình này thì Ngọc Dung cũng đã từng nói tới, nói lui nhiều, thì ít có đem một cái nói về cái L1A thôi, chứ chưa có thêm cụ thể một cái business nào để họ biết họ đầu tư vô nhiều. Thì có thể mấy cái chương trình trước thì Ngọc Dung cũng mention, nhưng mà kỳ này thì đem cho ông Jay lần nữa đến để chia sẻ và có cái sự bảo đảm như thế nào để cho mọi người yên tâm đi đến cái thấy là investor như thế nào.
và Ngọc Dung thì cũng thường hay là làm lo cái thủ tục visa họ qua đây trước, sau đó thì Ngọc Dung mới khuyên là người ta nên invest vô, mới đầu tư vô, chứ đừng có ngồi ở bên Việt Nam rồi mơ mơ rồi lại nghĩ nhiều, mình sẽ lo cái visa cho họ đi qua đây trước, rồi sau đó thì họ bỏ tiền vô, thấy thực sự đây là tiền hay là một cái thẻ xanh hay là một cái đầu tư cho vui thì họ sẽ đi vào, thì lúc đó họ quyết định thì nó chín chắn hơn. Dạ, cảm ơn chị Ngọc Dung. Bây giờ quý vị hãy nhìn xuống ở màn hình, chúng ta sẽ thấy được thông tin để liên lạc, có số điện thoại, hoặc là quý vị có thể comment ở dưới phần comment ở trên kênh YouTube. Chúng ta sẽ được biết nhiều hơn thông tin về cái cơ hội đầu tư này. Bây giờ, Jay, please, I have a few words to say goodbye. Thank you very much for giving me the opportunity to present our business model. Dung. Ngọc Dung xin kính chào quý vị khán giả của chương trình và hy vọng sẽ trở lại một ngày sớm hơn. Thank you Jay for being here. Appreciate your time. Cảm ơn chị Dung rất nhiều. Xin kính chúc quý vị một ngày vui vẻ và hy vọng rằng chúng ta sẽ trở thành một trong những nhà đầu tư trong cơ hội tuyệt vời này. Cảm ơn quý vị.